Thời tiết Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay 5 tháng 7 khá mát mẻ, nhiệt độ ngày giảm nhẹ, ban ngày có nắng gián đoạn. Gió chịu tác động của trường gió Tây Nam nên chiều tối và đêm nay có mưa, vài nơi có mưa vừa kèm theo dông mạnh. Nền nhiệt phổ biến từ 30 đến 33 độ. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ngày nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa đến mưa to, đêm có mưa nhiều nơi, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu trời nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Độ ẩm 85 đến 90%. Hải dân vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2024, mực nước cao nhất 360 cm vào lúc 2 giờ 30 phút và mức thấp nhất 25 cm lúc 20 giờ.